Thưa quý vị, gần đây đã có rất nhiều phi vụ cướp tiệm vàng kinh hoàng diễn ra và cũng không ít cơ sở kinh doanh đã đề phòng với những hình thức như thuê bảo vệ nghiêm ngặt, gắn camera an ninh hay sự vào cuộc gắt gao của cơ quan công an điều tra, nhưng không xóa sổ được hoàn toàn sự lộng hành của bọn lừa đảo. Vậy làm thế nào mà bọn tội phạm tiếp cận được nạn nhân và thực hiện kế hoạch thành công? Cụ thể như thế nào? Hãy cùng theo dõi với Nguyên Khang quý vị nhé! Bọn lừa đảo rất gian manh, chúng thường dò la thông tin, khoanh vùng đối tượng, địa điểm để dễ dàng hoạt động. Thời điểm mà chúng chọn thường là sáng sớm hoặc trưa vắng, những lúc tiệm vàng vắng khách nhất. Hôm đó mới sáng sớm, tôi đang còn lau dọn tiệm vàng. Cũng vì sớm nên chưa có cái khách nào vào mua bán gì cả. Nhưng một chút sau thì có một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ sang trọng lắm, đi vào tiệm của tôi. Cho cô đổi đô nha, cô đổi 1.000 đô. Dạ cô ơi, tiệm con không có đổi tiền đô, cô thông cảm qua tiệm khác đổi giùm con nha. Ủa, cái tiệm lớn như vậy mà không có đổi đô hả con? Cô thấy lớn lắm cô mới vô đó. Sao rồi con? Ở đây không được đưa. Nhưng khi tiệm vàng không có dịch vụ đổi ngoại tệ thì chúng lại chọn cách giả vờ hỏi mua vàng để tìm thời cơ thuận lợi ra tay. Ồ, vậy chị em thấy đẹp quá ha. Cô đĩa nãy giờ cô thấy có mấy cái đẹp nè, cô định mua. Hay là bây giờ mình cứ lựa đi, rồi á mình đi đổi chỗ khác có tiền đem lại mua. Có lý á. Lựa mấy cọng đi. Mẫu mới không đó cô. Vậy đẹp ghê, lựa đi con. Lại đây, lại đây. Bất kỳ ngành nghề kinh doanh nào cũng rất mong được đón tiếp và phục vụ những vị khách sợp đến mua hàng. Tuy nhiên, vị khách sợp này khi hỏi đổi ngoại tệ không được, không đi tìm nơi khác mà còn nấn ná, liệu có âm mưu gì chăng? Mời quý vị cùng Nguyễn Khang theo dõi nhé. Đẹp quá ha, cái mới em. Dạ. Chị cần gì thì em lấy cho chị xem. Thu thu lại đây nè Thu. Quá, cậu này đẹp quá, sang nữa nè. Này đẹp ha. Đẹp thiệt á. Em lấy coi thử đi em. Cho cô hai cái này đi con. Một cái này với cái này. Dạ. Lấy cho cô hai cái đó. Dạ đây cô. Để dễ dàng hành động, chúng thường đi hai người. Chúng tỏ ra mình là người giàu có, chọn rất nhiều mẫu dây chuyền, rồi giả vờ đặt cọc, hứa hẹn đi đổi tiền, rồi về lấy để tạo niềm tin cho chủ tiệm. Có ở cái này mua cho ông xã được nè. Ông xã của cô Thu đó. Dạ. Được không? Dạ. Để đây, nói nghe nè con. Dạ. Bây giờ mà cô ham quá, cô thích quá à. Nhưng mà bên con không có đổi đô. Bây giờ là cô tạm ứng cho con 600 trước thôi. Giữ hàng cho cô nha. Bà với người phụ nữ đó ngắm trang sức rồi khen tiệm vàng của tôi có nhiều mẫu đẹp, cứ thay phiên nhau mà thử những cái sợi dây chuyền. Tôi thì nghĩ là bà ta có tiền đô nên nghĩ là cũng khách sợp. Tôi cũng chẳng nghi ngờ gì. Dạ cô đi đổi đô một chút cô vòng lại nha. Dạ. Em ơi, em qua chị hỏi nãy coi. Dạ. Dạ. Cái mẫu này đẹp quá em. Mẫu mới hả? Dạ mẫu mới đó chị, cái này hợp với chị nè. Ủa cái đó cũng đẹp lắm á. Nếu mà em gái mang được không ta? Được. Dạ hả? Hai cái đó đẹp đó. Cái này nó cái bên kia nó kìa. Ừ biết rồi. Dạ. Về ra một chút xíu nữa quay lại có gì nữa thêm nha. Dạ. Đi thôi, nói nghe nè, thôi về đi. Cô thấy đẹp quá cô đặt cọc 1 triệu. Nghe. Là 1 triệu này với lại 600 hồi nãy là 1.6 triệu. Kiểm lại coi kỹ đủ không? Dạ. Nhớ mà giữ hàng cho cô nha. Chứ mà mất hàng rồi mai mốt rồi người ta tới mua cô không có nữa là thôi à. Cô yên tâm, cô đã đặt cọc thì con phải giữ chứ. Nói nghe nè. Nghe lời cô coi lại nha. Nhớ giữ kiểu đó nha. Rồi chị coi mẫu này thích là chút đổi xong á là chắc chị mua cọng này luôn á. Dạ. Trong khi người phụ nữ sang trọng đứng xem dây chuyền, người phụ nữ ốm cố ý tách xa đồng bọn rồi giả vờ xem, hỏi mẫu mã trang sức để đánh lạc hướng chú ý của chủ tiệm vàng, để người phụ nữ sang trọng lợi dụng thời cơ nhanh tay cưỡng một số dây chuyền rồi chuồn đi. Đi nha. Dạ. Nói nghe nè, nhớ nghe, có mặt hàng khác nè. Có cặp visit không cho coi cái? Không có hả? Ừ. Thôi vậy đi rồi chút xíu vòng lại rồi xin cặp visit nhớ lấy đưa coi nha. Dạ. Trời đất ơi.
tình á, mở cái tiệm chẳng bao lâu á, thì mà mất một số vàng lớn nên giờ tôi rầu lắm. Từ hôm đó tới giờ tôi cẩn thận và thuê thêm một bảo vệ nữa để an tâm. Có thể nói thủ đoạn đi cùng đồng bọn đánh lạc hướng nạn nhân, một kẻ tung, một người hứng, dùng chiêu trò tung hỏa mù để nạn nhân lơ là và rồi ra tay cướp vàng rất phổ biến. Tuy nhiên tỷ lệ nạn nhân mắc bẫy vẫn rất cao, một phần do thủ đoạn của bọn chúng tinh ranh, ra tay nhanh như chớp, một phần là do chính nạn nhân với tâm lý khách sộp đến mua vàng nên có phần chủ quan lơ là, ít cảnh giác hơn. Đây chính là thời cơ để bọn tội phạm ra tay hoàn hảo nhất. Dù tiệm vàng bạc đá quý có quy mô lớn hay nhỏ, các hộ kinh doanh cũng đừng quá chủ quan. Không gắn camera, không có bảo vệ, lại còn chỉ một người trông coi cửa tiệm thì quả thật rủi ro cứ rình rập. Tội phạm trộm cướp lừa đảo ngày một nhiều và bất cứ nơi nào sơ hở cũng là điểm mồi ngon cho chúng hoạt động. Thế nên hãy cảnh giác để tự bảo vệ chính bản thân và tài sản của mình. Đừng để khi sự việc không may xảy đến, khi đó mới hối tiếc thì đã quá muộn màng. Quý khán rất vui khi được gặp lại quý vị vào khung giờ quen thuộc của chương trình Chuyện Cảnh Giác được phát sóng vào thứ Bảy và Chủ nhật lúc 16:30 phút hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Hãy luôn tỉnh táo, hãy luôn cẩn trọng, tuyệt đối không nên giao phó tài sản cho người lạ, luôn là những điều chúng tôi muốn truyền đạt tới quý vị. Thế nhưng với những chiêu trò tinh vi của những kẻ lừa đảo và sự cả tin của nạn nhân, vẫn còn không ít những trường hợp đáng tiếc đã xảy ra. Tình huống mà ekip chương trình Chuyện Cảnh Giác sẽ tái hiện dưới đây là một bài học cho những ai quá nhẹ dạ và cả tin. Cùng đón xem với Nguyên Khang nhé. Tôi đang muốn mua chiếc xe tay ga để tiện việc đi làm. Nhà có một chiếc à, mà đứa em trai lấy đi làm rồi. Sau nhiều ngày xem và tham khảo giá ở các cửa hàng khác nhau, tôi quyết định chọn một cửa hàng bán xe của tư nhân vì thấy cửa hàng này bán rẻ nhất. Nè nè em thấy không? Ở cái trung tâm này nè, nó uy tín, chất lượng nè, có giấy phép thẳng hoi đàng hoàng, mà nó còn bán cái xe mà chị thích đó mà trả góp nữa. Chị tính ngày mai ra đây coi được. Thôi nhưng mà em thấy chị cứ ra mấy cái cửa hàng mà có ủy quyền đó, chị mua cho an tâm. Chứ ra mấy cái này mua nhiều khi là lừa gạt mình đó. Trời, có gì đâu mà em sợ. Mình cứ ra coi, ổn thì mình mua, còn không thôi. Tại vì chị thấy cái chỗ này nè, nó gần nhà mình, với lại nó là trung tâm phân phối lớn, có giấy tờ đàng hoàng. Nè, giá nó lại rẻ hơn hẳn mấy triệu nữa nè, thấy không? Hả? Ừ, đó. Thôi được rồi, mai em với chị đi coi. Ê, không được, ngày mai em có hẹn qua nhà bác Hai có chút việc rồi, thôi bữa khác đi. Thôi vậy em cứ đi qua nhà bác Hai đi, chị tự đi coi mình cũng được. Nhưng mà em nói chị á, đừng có đưa tiền cọc tiền gì hết trơn á, chị nào thấy xe. Không thôi á, chị đợi bữa nào em rảnh rồi em với chị đi, cho nó chắc ăn. Nghe không? Trời ơi, em lo sao? Chị đâu phải nít lên ba đâu mà dễ bị lừa dữ vậy. Ừ thì em nói chị vậy đó. Qua hôm sau á, tôi đi tới cửa hàng để hỏi thăm. Dạ, em chào chị. Chào em. Dạ, mời chị ngồi. Ủa mà cửa hàng bán xe máy sao không thấy chiếc xe nào vậy em? Khi nghe anh ta nói đây chỉ là văn phòng thôi, chứ không phải là cửa hàng xe máy. Ở đây thì có hình ảnh nhiều loại xe, nếu tôi muốn mua thì chọn một chiếc, rồi anh ta sẽ dẫn ra cửa hàng xem xe và lấy xe luôn. Nghe anh ta nói rành rẽ, chuyên nghiệp nên tôi cũng khá tin. Cái giá thành xe bên em nó thấp hơn ở bên ngoài rất là nhiều. Đó là lý do là tụi em không có tốn quá nhiều cái chi phí để cho cái việc mà thuê mặt bằng trưng bày xe. Mà tụi em chỉ mở cái văn phòng đại diện như vậy thôi. Đó, khách mà đến mua xe thì tụi em tư vấn những cái dòng xe, mẫu mã xe, rồi chế độ hậu mãi. Khi mà khách đồng ý thì tụi em sẽ giao xe cho khách, khách lúc đó sẽ chuyển tiền cho tụi em hết. Cái xe tay ga mà chị định mua dạ, bên em có hàng không? Em tư vấn thêm cho chị với. Dạ, cái mẫu xe tay ga đó là còn hàng nha chị. Mà công nhận nha, chị biết chọn cái mẫu đó. Cái mẫu đó là bán chạy nhất bên em, với lại tiết kiệm xăng. Bây giờ chị muốn lấy xe đó mà màu đỏ, khi nào bên em có hàng? Xe đó màu đỏ hai chị? Ừ. Vậy chị chờ em check xíu nha. Ừ. Để em check trên hãng còn không. Ừ. Chờ em tí nha chị. Ờ.
tôi thấy anh ta gọi điện thoại tới cửa hàng trưng bày xe của công ty để kiểm tra xem chiếc xe tay ga màu đỏ mà tôi muốn mua còn hàng hay không. À chị ơi, hãng thông báo xuống cho em á là cái mẫu xe đó là còn đúng 2 chiếc. Nếu mà chị không đặt thì chị hàng những chuyện rồi chị. Em đặt cho chị một chiếc đi. À khoan, để nghe điện thoại cái. Dạ ok, Long nghe. À, sao? Hả? Có khách mua một chiếc nữa hả? Ê, chừa một chiếc là được không? Chừa giữ xe cho khách được không? Phải cọc hả? Phải cọc, à để báo khách đó nha. Rồi rồi, cảm ơn nha. À, chị ơi, bên hãng mới thông báo xuống á là bây giờ còn đúng một chiếc thôi. Mới có một khách mua hết một chiếc rồi. Bây giờ mà chị muốn mua xe, muốn em giữ chiếc xe em chị á, là chị phải cọc trước 20% giá trị xe đó thì em mới giữ xe cho chị được. Sao kỳ vậy? Dạ. Xe chị chưa có thấy mà kêu chị đặt cọc rồi. Khi nghe có người gọi nói sắp hết xe, anh ta nói tôi là phải đặt cọc. Anh ta nói mẫu tôi chọn là phiên bản giới hạn của năm ngoái. Trên hãng không còn sản xuất hàng mới nữa, nên cũng rất khó tìm mua ở chỗ khác. Mà dù chỗ khác còn xe mẫu này thì không chắc là còn cái màu đỏ như tôi thích. Hơn nữa, giá ở cửa hàng anh ta là giá rất hợp lý, vậy khách hàng sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi hấp dẫn. Tôi nghe vậy liền chủ quan, nghĩ rằng trước sau gì mình cũng phải mua. Vả lại khi tôi thắc mắc là tại sao không dẫn tôi ra cửa hàng xem xe thì anh ta nói là tôi đặt cọc đi để giữ lại xe trước đã. Cọc xong rồi thì anh ta sẽ thu xếp hẹn với cửa hàng trưng bày cho tôi qua coi và nhận xe luôn. Và chiếc xe đó ở cửa hàng dưới tỉnh, cọc giữ xe để anh ta cho người vận chuyển lên cửa hàng trên thành phố, xong thì tôi mới tới coi được. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi quyết định đặt cọc rồi về nhà chờ anh ta liên hệ lại. À, rồi chị ơi, được rồi, em nhận tin nhắn được rồi chị ơi. Rồi, vậy là mình hoàn tất cái vấn đề là đặt cọc nha chị. Ừ, rồi giúp dạ. Cái đơn cho chị. Rồi rồi. Cho em xin lại họ tên chị. Nguyễn Thị Anh Thư. Dạ dạ. Rồi, dạ. Rồi, em gửi chị hai chị kiểm tra đây em ha. Ừ. Rồi, vậy là một tuần nữa em gọi dạ. Điện cho chị lên lấy xe. Một tuần nữa bên không? Em sẽ liên hệ với chị để chị lên cửa hàng nhận xe ha. Ừ. Dạ. Rồi, cảm ơn em ha. Chị dạ, cảm ơn chị. Dạ, em chào chị. Chào. Cảm ơn chị. Tôi nôn nóng ở nhà chờ đợi đúng một tuần thì anh ta liên hệ lại. Nhận được cuộc gọi tới nhận xe, tôi vui lắm. Nên nói đứa em nó đi cùng tới văn phòng đại diện để chạy xe về. Dạ lấy xe đi, chị vô thay đồ, xong rồi chị em mình đi nhận xe. Xe gì? Thì hôm bữa chị nói với em á, cái vụ mà bán xe trên mạng rồi đó. Lát nữa, dọc đường chị kể cho, đi lẹ lẹ lẹ, tao đợi. Khi tới văn phòng đại diện, tôi không thấy xe đâu. Anh ta còn bắt đưa hết tiền mới giao xe. Không thấy xe mà đòi giao tiền nên chị em tôi đâu có chịu. Nên em tôi đòi lấy lại tiền cọc thì anh ta tráo trở nói chuyện lớn tiếng với chị em tôi. Nhất quyết là không chịu trả 6 triệu tiền cọc. Chị lấy xe hả? Ờ. À chị, bữa trước em nói rõ với chị là chị phải nộp tiền đủ cho bên em thì bên em mới làm hợp đồng giao xe cho chị được. Ủa, vậy hồi nãy em gọi chị là tới lấy xe mà. Giờ chị đâu có thấy xe đâu mà kêu chị đưa tiền. Dạ, ý là em gọi chị lại để chị đóng đủ tiền cho bên em thì bên em mới giao tiền. Ủa, vậy là sao? Sao chị anh? Tôi đã đặt cọc cho anh rồi. Xe không thấy mà anh đưa hình thôi. Giờ anh kêu chồng hết tiền là sao? Mua trâu dễ bóng hả? Đâu có anh. Cái đó là do chị anh tự nguyện đặt cọc chứ tôi đâu ép chị anh đâu. Trời, em nói gì kỳ vậy? Đúng không chị? Rõ ràng là em kêu chị là đến đây lấy xe. Mà xe thì không thấy mà em kêu đưa tiền đủ là sao? Không có chơi, chị nhầm rồi. Em nhắc lại lần nữa chị nghe. Là rõ ràng em nói chị là chị phải đóng đủ số tiền chiếc xe cho em thì em mới giao xe cho chị được. Nhưng mà
Rõ ràng em gọi chị là đến đây nhận xe, xe không thấy mà em gọi kêu chị đưa đủ tiền là sao? Nè, tôi nói cho mấy anh biết nha, cái cửa hàng của mấy anh á, làm ăn là cái kiểu lường gạt người ta. Anh đưa hình, không đưa xe, kêu người ta chồng hết tiền là sao? Ê ê, anh nói cẩn thận nha, anh nói ai lừa gạt? Tôi nói tụi anh lừa gạt người ta. Tôi không có kêu đây chị đâu. Anh đóng tiền nha, chị anh tự nguyện đóng nha. Ê, có quá đơn hẳn hoi nha. Mấy anh làm việc gì kỳ vậy? Bây giờ tiền cọc giờ làm sao? Giờ mất luôn hay sao? Bây giờ làm sao? Anh muốn kiếm chuyện đúng không? Tôi không có kiếm chuyện, tôi lấy lại tiền cọc mà chị tôi đặt cọc cho anh á. Là sao? Anh muốn lấy lại tiền cọc hả? Đúng. Em tôi không nhịn được á, nên tính xong vô đánh nhau á, thì có một người thanh niên khác mặt mày hung dữ đi ra. Tới lúc này á, tôi đã biết rơi vào bẫy, rơi vào địa bàn của bọn chúng rồi, nên tôi kêu em đi về. Bỏ đi em ơi. Dạ dạ dạ. Chị sao vậy? Lấy tiền cọc nè anh. Hai chị em tôi ấm ức ra về, biết là bị lừa rồi đó. Lúc đó hai chị biết trách mình không nghe lời đứa em, nôn nóng chủ quan, muốn mua được xe giá rẻ mà mất tiền oan uổng như vậy. Với tình huống trên, chúng ta đã rút ra được cho chính bản thân mình bài học là gì? Đó chính là sự tỉnh táo, sự khôn ngoan khi mà chúng ta giao khoản tiền có giá trị cho bất kỳ ai. Thưa quý vị, nếu như nạn nhân trong tình huống cẩn thận suy xét vấn đề hơn thì sẽ hiểu rằng không một trung tâm nào bán xe mà lại không có xe, và cũng không một giao dịch mua xe minh bạch nào mà giao cọc rồi vẫn chờ đợi cả tuần mới được nhận hàng. Và chỉ cần chúng ta suy xét vấn đề kỹ càng, cộng với đừng quá ham rẻ mà tiền mất tật mang, thì những sự việc đáng tiếc như trên của chúng ta sẽ không tái hiện lại một lần nữa. Hãy coi như đây là một bài học cho chính mình quý vị nha. Và với tập phát sóng tiếp theo của ngày hôm nay, Nguyên Khai sẽ giới thiệu đến quý vị ngay sau đây thể hiện rõ được chiêu trò của nữ lừa đảo giả dạng là người xem bói, xem tướng số để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng xem với Nguyên Khai để hiểu rõ hơn về tình huống quý vị nhé. Tôi với người yêu tôi quen nhau được 2 năm, nhưng mà tự nhiên dạo gần đây á, tình cảm cứ nhạt dần, anh không còn quan tâm lo lắng cho tôi như ngày trước nữa. Tôi đã làm mọi cách nhưng mà vẫn không thể níu kéo được. Nghe mọi người chỉ là có bà thầy bói xem bói hay lắm, mới chuyển về đây được ít ngày nên tôi mới tới coi xem có cách nào cứu vãn được chuyện tình cảm hay không. Lấy tay phải kéo cho tôi 9 lá. Dạ. Khi mà mở bài lên á thì tôi hoang mang lắm, vì bà ta phán là bài rất là xấu. Cái quẻ bài này á cho thấy á là con làm ăn á thì có tiền ha, suôn sẻ, nhưng mà về á tình cảm á, tình duyên á thì có cái gì trắc trở nè, đúng không? Dạ đúng rồi đó cô. Nói thiệt với cô á là con với người yêu của con á quen nhau được 2 năm rồi, cũng tính tới chuyện đám cưới rồi á, nhưng mà dạo gần đây á cứ cãi nhau hoài rồi chia tay nữa. Cô thấy trong tình cảm này xấu quá à. Cô, vậy có cách nào giúp con không cô? Ngày mai, cuối giờ Dậu, đầu giờ Tuất ha, con á, kêu người yêu con tới đây. Mà là mấy giờ vậy cô? Thì cái giờ 5 giờ rưỡi tới 7 giờ tối. Tại vì cái giờ đó là giờ âm dương nó giao hòa, thì nó sẽ giải quyết mọi vấn đề tình duyên cho con. Nghe bà ta nói như vậy á thì tôi như vui như mở cờ trong bụng. Tôi chấp nhận làm mọi chuyện để ảnh quay lại với tôi thôi. Nhớ ngày mai hai đứa tới đây nghe không? Đúng giờ nha. Mà cô ơi, con với ảnh đang chia tay, ảnh giận con rồi. Con gọi ảnh còn không thèm nghe máy nữa, sao mà tới đây được cô? Thì bây giờ nè,
con nhắn tin. Nếu mà gọi nó không bốc máy, con nhắn tin, con nói là anh lại gặp cô con, đúng không? Dạ. Rồi á, nói tới bây giờ á, cô muốn gặp mặt anh thì nó nể người lớn nó sẽ tới thôi. Vậy mình làm vậy là được đúng không cô? Trời ơi, yên tâm, cô bảo đảm với con luôn. Khi mà nó tới đây rồi, cô sẽ làm cho hai đứa sẽ nói lại giống như ban đầu, mà nó thương yêu con nhiều hơn nữa. Dạ, con cảm ơn cô. Nhưng mà cô đừng có yểm bùa dảnh nha cô. Trời ơi, cái con nhỏ này nói cái gì bậy bạ không mà. Tôi làm hồi đó giờ tôi chưa có biết mà hại ai rồi mất đạo đức hết trơn á nha. Dạ. Chẳng qua là muốn giúp con thôi. Thấy con á là cũng bằng con gái cô dưới quê á. Cô thấy tội nghiệp rồi cô giúp thôi. Dạ. Dạ, con gửi tiền lễ cho cô ạ. Trời ơi, con à, thấy con cũng thôi thì thấy con tình duyên cũng lận đận rồi, cô dạ. Lấy cái lọc thôi trả lại cho con nè. Dạ. Ừ. Cảm ơn cô. Nhớ chưa? Dạ nhớ. Nhớ ngày mai là kêu người yêu tới đúng giờ nghe chưa? Dạ. Ừ. Rồi yên tâm đi về ha. Dạ. Thưa cô, con về. Ừ, chào con. Về nhà tôi liền làm theo lời bà ta chỉ, hẹn người yêu mình tới gặp bà ta. Con làm gì mà con run dữ vậy? Bình tĩnh đi, có cô ở đây. Cô, tự nhiên con lo quá à. Lo cái gì mà lo, không biết được cái con nhỏ này. Cô, ảnh tới rồi kìa cô. Dạ con chào cô. À, chào con ngồi đi. Dạ, được rồi con có một chuyện. Trời ơi, công chuyện gì không biết nữa. Ngồi xuống đây đi, rồi cô vô cô lấy nước, cô làm xong rồi á là ra cô cháu mình tâm sự. Ngồi đi. Anh vô ngồi đi anh. Nè, em định làm cái trò gì nữa vậy? Bộ anh nói với em á, em không hiểu hay sao? Hôm nay còn kêu anh đến đây gặp cô em nữa. Mà từ lúc quen nhau tới giờ á, sao anh không biết người cô này vậy? Anh làm gì á mà anh lớn tiếng với em quá vậy? Ngày xưa anh nhẹ nhàng lắm mà. Ngày xưa khác, bây giờ khác. Anh đến đây là nể mặt cô em. Còn anh với em á, chấm dứt tình cảm lâu rồi. Em đừng có cố níu kéo nữa. Hay, đây nè, nước nè, hai đứa uống đi. Rồi á, cô nói chuyện với hai đứa. Uống đi con. Thật sự á, cô kêu Ánh kêu con tới đây thì cô cháu mình mà nói chuyện tâm sự. Con biết không, có chuyện tình cảm mà đó. Có khi người ta trải qua là 5-7 năm gì đó, có khi gì cay đắng rồi gây gỗ nhau rồi đủ thứ chuyện cũng hàn gắn lại được. Thì tụi con còn trẻ mà, mình thấy cái chuyện gì tha thứ được mình cứ tha thứ, không con? Rồi coi nếu mà mình nói lại được thì mình cứ nói. Dạ, hôm nay con tới đây á là con nể cô. Chứ thật sự á, chuyện tình cảm của con với Ánh á chấm dứt hết rồi. Bà ta khuyên giải, nói chuyện một hồi nhưng mà người yêu tôi vẫn không thay đổi ý định chia tay, rồi nói là còn có việc gấp phải về. Cô, không sao, chuyện. Ủa, cô, Ánh sao vậy cô? Người yêu tôi bỗng dưng lảo đảo ngồi xuống ghế. Tôi thấy lạ, tính quay qua hỏi bà ta, thì tôi cũng dần chóng mặt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Có. Anh dậy đi em. Sao anh với em lại nằm đây vậy? Chết rồi, xe anh đâu mất rồi? Khi mà mơ hồ tỉnh dậy thì tôi mới hoảng hốt á, là không thấy bà ta đâu hết, tài sản cũng mất hết trơn. Thì ra mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của bà ta. Hèn chi á, khi mà tôi tới bà ta hỏi tôi đi xe gì. Có thể là bà ta muốn chiếm đoạt xe nhưng mà thấy tôi không có xe, nên tìm cách thả con tép bắt con tôm. À mà con đi bằng gì vậy? Dạ con bắt xe buýt lên đây á cô. Biết bạn trai tôi đi tay ga nên mới kêu bạn trai tôi tới để lừa, cho uống thuốc mê rồi lấy hết xe cộ tiền bạc. Người yêu con đi tay ga một kem. Tay ga
Tôi có hỏi hàng xóm xung quanh á, mà không ai biết bà ta hết. Chỉ biết mới dọn về đây khoảng một tuần, rồi đã trả nhà đi luôn trong ngày hôm đó. Cũng tại tôi tin vô mấy trò bói toán, tình cảm không giữ được mà tài sản cũng mất luôn. Vậy là anh với em bị lừa rồi. Nắm bắt được tâm lý của những bạn nữ trẻ tuổi thường tới xem bói về vấn đề tình duyên, nữ lừa đảo đã dùng lời ngon ngọt hứa giúp đỡ nạn nhân nối lại tình xưa, cốt yếu chỉ để ra tay chiếm đoạt tài sản. Qua đây Nguyên Khang cũng mong quý vị hãy thật sự cảnh giác, đừng bao giờ đưa tiền, cũng đừng nên uống nước hay dùng thức ăn đối với những người mà ta mới gặp mặt lần đầu quý vị nha. Đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã hết. Nguyên Khang rất mong sẽ được gặp lại quý vị và các bạn trong những tập phát sóng tiếp theo vào lúc 16:30 phút thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và chúng tôi cũng rất mong sẽ nhận được ý kiến đóng góp của quý vị để chương trình ngày một hữu ích hơn nữa. Chúc quý vị một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nguyên Khang rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Chuyện Cảnh Giác được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 16:30 phút thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, là phương tiện di chuyển phổ biến được đại đa số người dân lựa chọn và có giá trị cao, xe máy vẫn luôn là tài sản hướng đến của các đối tượng trộm cắp. Các đầu chích không thiếu các mánh khóe, phương thức thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi trộm xe máy chỉ trong vòng ít phút. Trên các diễn đàn cũng như là mạng xã hội đã chia sẻ nhiều vụ dàn dựng trộm cắp tài sản một cách công khai trên đường phố, khiến cho nhiều người dân hoang mang và lo sợ. Vậy phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này là như thế nào? Mời quý vị khán giả cùng chú ý theo dõi với chúng tôi ngay sau đây. Ê, thôi có gì tối tôi qua nói chuyện sau nha. Có người bị gì tôi giúp cái nha thôi nha. Chú, chú bị sao vậy chú? Chú có sao không? Ngay sau đó, tên còn lại nhanh chóng bẻ khóa xe nạn nhân chạy mất. Con có thấy mặt rõ đâu? Dạ không, con đang đưa thuốc cho chú, cái nó chạy mất tiêu, con thấy cái lưng à. Thấy ông ấy ôm bụng kêu đau á, tôi mới lại giúp đỡ. Nhưng mà vừa quay lưng lại á, thì chỉ kịp thấy người thanh niên phóng xe tôi chạy mất. Tôi bất lực nhìn theo. Ông ấy nói là tôi bình tĩnh lại, ông ấy rành khu này lắm, nhất định sẽ giúp tôi tìm lại chiếc xe đã mất. Trước khi ông ấy đi á, ông ấy có xin số điện thoại của tôi, để có gì á, thì còn báo cho tôi hay. Trời ơi. Cướp! Thôi thôi, đừng có la con. Ở đây chú rành lắm. Con yên tâm đi. Để chú coi chú tìm lại cho con. Thôi con qua lấy giùm chú bình thuốc giùm chú đi. Dạ. Giờ sao chú? Có cách gì không chú? Để chú uống. Bây giờ vậy nè, chú nói nha, cái khu vực này chú ở đây à, chú rành lắm. Con đừng có nói gì hết, con đứng đây chờ chú uống thuốc rồi chú khỏe chú đi tìm cho con nha. Dạ. Mà nhớ nè, đừng có báo công an gì hết nha. Con mà báo công an á là cái xe con nó đem chỗ khác tẩu tán đi là con không có tìm lại được đâu. Dạ dạ con biết rồi. Rồi để chú uống thuốc rồi chú đi tìm cho con nha. Rồi. Được rồi con, được rồi. Bây giờ con ở đây chờ chú nha. Rồi chú đi tìm xe cho con nha. Thôi chú cho con đi, tại xe của con nhận ra dễ hơn, chú đâu có biết xe con đâu. Con đúng không, phải xe con không? Dạ đúng rồi chú. Ôi, sao chú hay quá. Con cảm ơn chú nhiều nha chú. Con cứ tưởng là mất xe rồi, mẹ con mà biết mất mẹ con đánh con chết. Trời ơi, con biết đâu phải dễ tìm đâu. Chú phải nhờ mấy cái đứa giang hồ đây, mấy đứa sống lê thang ở đây nè mới tìm lại cho con được chứ. Chú phải mời chú uống cà phê, chú nói chuyện với nó, chú nói xe này của cháu chú, nhờ giúp đó. Mà đâu phải vậy đâu con, tìm xong á chú phải bồi dưỡng tiền cho nó nữa đó. Vậy hả chú? Ừ. Thì chú đưa cho người ta bao nhiêu? Chú vét hết tiền trong túi được 2 triệu chú đưa cho nó. Chứ nó đâu có chịu 2 triệu đâu. Dạ. May mà có chú, con cũng không biết làm sao á. Cô gái giao tiền cảm ơn rối rít người đàn ông lớn tuổi này mà không hề biết được rằng cô đã bị chính người đàn ông đó gạt. Và gã trộm xe đó là đồng bọn. Con cũng không có tiền để gửi tiền cà phê cho chú nữa. Thôi không sao đâu con, chú giúp con làm phước cơ mà. Dạ. Thôi bây giờ là con lấy xe về nha. Rồi nè,
cái ổ khóa này hồi nãy nó bẻ khóa rồi đó. Dạ. Rồi con coi tự chạy đi rồi về sửa, con khỏi. Dạ. cha vô không có được đâu. Con khỏi cha vô nha. Rồi bây giờ con đi. Dạ. Con cảm ơn chú nhiều lắm nha. Thôi con về cẩn thận á, lần. Dạ. Sau cẩn thận nha con nha. Dạ. May mà có chú á, chứ con cũng không biết làm sao nữa. Chú, vậy chú về chú ráng dưỡng bệnh cho mau hết bệnh nha. Rồi chú biết rồi. May mà con gặp người tốt á. Rồi. Dạ. Cái ổ khóa nó bẻ rồi, con đi ra kia sửa ổ khóa nha. Dạ, con đi. Dạ. Chạy luôn đi. Dạ. Mà cái nón bảo hiểm đâu? À, dạ đằng kia, con quên, con mừng lắm. Rồi để chú. Thủ đoạn lần này của bọn chúng không phải là cướp xe, mà là dàn cảnh trộm xe đi, rồi sau đó lấy tiền chuộc để tránh việc các nạn nhân đi báo công an, nhằm qua mặt được cơ quan pháp luật. Và lần này bọn chúng có tiếp tục sử dụng chiêu trò lấy tiền chuộc để lừa gạt các nạn nhân, hay sẽ tẩu tán luôn chiếc xe? Cùng theo dõi quý vị nhé. Chú ơi, cướp, mình đang cướp chú ơi, cướp xe con rồi chú. Chú giúp con đi. Rồi con ngồi lấy thuốc cho chú uống rồi chú giúp cho. Đây chú. Đúng rồi chú. Chú ơi, giờ sao chú? Thôi con yên tâm đi, chú ở vùng này chú rành lắm, có gì chú gì chú giúp cho. Con thấy mặt rõ không? Dạ con có thấy mặt rõ. Để chú gọi, chú giờ cháu chú coi coi có nó ở đây nó rành lắm. Dạ. Alo. Tài hả con? Ừ. Mày đành dùng này mày coi cái nào nó mới lấy chiếc xe của cháu tao nè. Cái xe tay ga. Mày hỏi giúp giùm chú nha. Mày coi quen mấy đứa nó biểu nó tìm giùm coi đứa nào mới lấy xe cướp xe của nó đó. Xe tay ga. Xe con màu gì? Dạ màu đen. Xe màu đen đó nha. Rồi có gì gọi lại chú. Chờ nó chút đi. Nó gọi cho chú liền à. Cái thằng này ở đây á, nó quen rất là nhiều. Dạ. Có gì nó hỏi cho con. Trời ơi con nhiều con rồi, chú thấy sao rồi chú? Cũng đỡ đỡ rồi. Bị mất xe, tôi lo lắng hoang mang lắm. Tôi đứng thấy ông gọi với ai á, nghe ông trả lời điện thoại á, là đã tìm thấy được chiếc xe của tôi rồi, và chắc chắn á, sẽ lấy lại được xe cho tôi, chỉ cần trả tiền công thôi. Nghe như vậy á, tôi mừng lắm. Không có ngần ngại gì hết, tôi lấy hết số tiền mà mình đang có để đưa cho ông ta, chủ yếu là để chuộc xe về lại được. Để nó gọi tới. Đúng rồi, cái xe tay ga màu đen. Đúng rồi. Tìm được rồi hả? Rồi, bây giờ mày cứ nói đi, rồi có gì nói gửi tiền cà phê cà pháo người ta, mày nói xe của chú nha. Tụi nó chắc tụi nó thông cảm thôi nha. Chú gửi tiền cà phê lại. Máu. 2 triệu hả? 2 triệu đó con. Thôi được rồi, cũng được. Nói đi, mày rồi có gì chú lại chú lấy xe chú gửi tiền cho người ta nha con nha. Rồi giúp chú nha. Rồi. Vậy là tìm được xe con hả chú? Tìm được rồi, nhưng mà nó biểu là bồi dưỡng 2 triệu đó con. Dạ. Chú đợi con tí xíu nha chú. Cũng như những nạn nhân khác, chỉ bỏ ra một ít tiền mà lấy lại được chiếc xe giá trị, nên nạn nhân đã không do dự mà đưa tiền cho người đàn ông này. Chú ơi, trong bóp con còn có 1,5 triệu à chú. Chú cầm đỡ giùm con được không chú? Trời, nó nói tới 2 triệu mà con có 1,5 triệu hả? Dạ. Thôi bây giờ vậy đi, chú đi lấy xe về cho con. Bây giờ con gọi người nhà ra để sẵn 500 đây rồi chú đưa cho con rồi con lấy xe luôn nha. Dạ. Vậy rồi. Chú giúp giùm con nha chú. Nhưng mà con đừng có nói với ai hết nha. Dạ. Đừng có báo công an gì hết nha. Dạ. Con báo là mất xe con luôn á. Dạ. Rồi chú đi nha. Dạ. Chờ đây nha, lấy 500 ra cho chú nha. Dạ. Rồi. Ông ấy còn dặn tôi á, đừng có báo công an, mà tôi cũng không có dám nữa. Nhưng mà thấy trong lòng á không có an tâm, cho nên gọi cho ông anh. Sẵn cũng nhờ ông anh đem ra cho tôi ít tiền để tôi đưa cho ông ta.
Chờ hoài mà không có thấy ông ta trở lại, tôi kể lại hết cho ông anh tôi nghe. Thì ông anh tôi quả quyết là tôi đã bị lừa rồi. Anh tôi mới chở tôi tới trình báo cho cơ quan công an, thì tôi mới biết là không phải tôi là nạn nhân duy nhất của bọn chúng. Thưa quý vị, lơ là, sơ hở, chủ quan, thiếu cảnh giác là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến cho chúng ta trở thành những đối tượng tiếp cận của bọn tội phạm. Chiêu thức tinh vi trong vai một người tốt như tình huống vừa rồi, quả thật có ai có thể ngờ tới khi mà trước mặt con mồi, chúng đóng vai người tốt đi đường và trục lợi cho bản thân từ món tiền bồi dưỡng của nạn nhân. Điều đáng nói là với kế hoạch này, hầu như nạn nhân không biết để trình báo cho cơ quan điều tra. Chính vì vậy mà tiếp tục chúng lại nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, tiếp tục tiếp cận với những con mồi béo bở khác. Thưa quý vị, chúng tôi nghĩ tốt nhất để chúng ta bảo vệ tài sản của mình an toàn là phải nâng cao ý thức và tinh thần cảnh giác cao độ. Đừng lơ là, chủ quan với tài sản của mình trong bất kỳ tình huống nào cả, để không tạo cơ hội cho bọn tội phạm thực hiện âm mưu của mình quý vị nhé. Hãy chia sẻ câu chuyện lừa đảo mà quý vị gặp phải thông qua địa chỉ email của chương trình chuyệncanhgiac.sangvac@gmail.com. Tôi là sinh viên theo học liên thông đại học, hệ giờ học giờ làm. Ban ngày thì tôi đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập, buổi tối thì tranh thủ đi học. Tôi thuê phòng trọ ở cùng với một đứa bạn, nó cũng học chung với tôi luôn. Ôi mệt quá. Đúng chết luôn. Gì vậy? Tự nhiên mới đi làm về cái mặt bí xị vậy? Đừng nói với tôi á là bị sếp la nha. Nói chung á cũng không có bị la gì. Mà ở chỗ tôi làm á nhiều công việc quá, mà có một mình tôi làm mà. Đúng chết luôn. Bà nghĩ đi, ngày nào cũng một mình tôi á đóng mấy trăm thùng hàng lớn nhỏ, rồi còn phải chất thùng lên nữa. Riết rồi ngày nào tan ca về á, tôi đi cũng không nổi luôn á. Nhiều khi á, tối về đi học á, không căng mắt ra nổi luôn để học, lấy đâu mà học nữa. Nói thiệt với bà nha, tôi cũng mới vừa thất nghiệp luôn á. Cái gì thất nghiệp? Là sao? Thì cái chỗ tôi đang làm á, khó khăn. Mà làm việc thì cực nữa, cho nên là bây giờ tôi mới tìm được một cái chỗ khác. Chỗ này việc nhẹ mà lương cao nữa. Việc nhẹ lương cao hả? Ừ. Là công việc gì vậy? Đây bà nè, cho tôi coi coi. Nè, ở trên Facebook này có một cái nhóm này á, là chuyên đăng bài tuyển dụng cho sinh viên làm. Nè, tôi thấy cái chỗ này là được nhất luôn á. Việc nhẹ mà lương cao nữa. Nè, để tôi đọc cho nghe nha. Tuyển dụng nhân viên bán hàng cho siêu thị, công việc bao gồm phục vụ khách hàng tại siêu thị, cung ứng hàng hóa, sắp xếp thay đổi giá sản phẩm, kiểm kê hàng hóa định kỳ. Ưu tiên sinh viên làm thêm, mức thu nhập cao, cơ hội là 10 triệu mỗi tháng, liên hệ số điện thoại gặp anh Cường. Ê, tôi thấy á, thông tin tuyển dụng trong đây á, là nó phù hợp với mình á, là nhân viên bán hàng trong siêu thị thì nó rất là thích hợp với mình luôn á bà. Bà biết sao không, trong siêu thị á thì nó rất là mát mẻ, nó không phải như công việc hiện tại của mình là nóng nực. Ừ. Sao tụi bà? Thì tôi thấy công việc này tốt cho nên tôi mới lưu lại nè. Thôi bây giờ làm này đi, xin làm này đi, công việc nhẹ lương cao mát mẻ. Ừ. Vậy tôi gọi nha. Ừ. Dạ alo. Chào em, trung tâm tuyển dụng việc làm xin nghe. Dạ em chào anh. Anh ơi, cho em hỏi là anh có phải anh Cường không anh? Ừ, anh là Cường nè, em cần hỗ trợ vấn đề gì hả? Dạ, em thấy anh đăng bài tuyển dụng nhân viên bán hàng á. Anh cho em hỏi là bên anh có còn tuyển không anh? Đương nhiên là còn chứ em, bên anh thì vẫn đang tuyển dụng bình thường mà. Anh, vậy em với bạn em á có thể ứng tuyển được không anh? Thì nói chung là công việc này á không có yêu cầu gì cao hết. Chỉ cần là tụi em chăm chỉ nè, với lại có trách nhiệm với công việc là được. Cho nên là bây giờ tụi em cứ tự tin mình hồ sơ đi nha. Bây giờ em chuẩn bị giúp cho anh làm một bộ hồ sơ xin việc làm nè. Rồi ngày mai á, mang tới cái địa chỉ mà trung tâm tuyển dụng việc làm á. À, địa chỉ anh có để kèm trong cái bài đăng mà anh đăng trên mạng đó. Tới nơi á, thì em cứ vào nói là xin gặp anh Cường.
Rồi anh sẽ hỗ trợ làm hồ sơ cho tụi em nha. Dạ, em cảm ơn anh. Mà anh ơi, cho em hỏi là mức lương thu nhập hàng tháng là bao nhiêu vậy anh? Rồi, để anh nói rõ cho em nắm luôn nha. Đối với công việc mà nhân viên bán hàng siêu thị á, thì thời gian thử việc là 2 tháng. Mức lương là 7 triệu. Đến tháng thứ 3 là sẽ ký hợp đồng làm nhân viên chính thức với mức lương là 9 triệu đồng. Rồi em sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ mà của người lao động theo quy định luôn. Thì ngoài ra ở siêu thị này á, thì sau 6 tháng sẽ xem xét và tăng lương cho nhân sự mà đạt hiệu suất cao trong công việc em. Dạ, em cảm ơn anh. Mà anh ơi, cho em hỏi á, là ở cái siêu thị này á, ở đâu vậy anh? Để em biết được là coi thử nó có gần chỗ tụi em ở không á. Cái vấn đề này á, thì tụi em cứ yên tâm đi. Đây là một cái hệ thống là chuỗi siêu thị nên có rất là nhiều chi nhánh luôn. Em sống ở đâu á, thì anh sẽ sắp xếp công việc cho tụi em là siêu thị gần nhất luôn. Để mà cho tụi em khỏi cần phải đi xa luôn. Dạ, em cảm ơn anh. Vậy ngày mai tụi em tới nha anh. Rồi, hẹn ngày mai gặp em nha. Chào. Dạ, cảm ơn anh. Mình có công việc rồi. Yeah. Ê, bây giờ tao chạy đi ra ngoài tao mua 2 bộ hồ sơ cho tao với mày. Hả? Làm liền đi, ngày mai đi liền nha. Để tao nha. Dạ anh ơi, cho em hỏi anh có phải anh Cường không ạ? Anh là Cường nè, tụi em là ai? Dạ, hôm qua em có gọi cho anh hỏi về xin làm nhân viên siêu thị á anh. À, anh nhớ rồi, hai đứa cho anh xem hồ sơ nha. Dạ, dạ đây. Đợi xíu nha. Dạ. Tụi em đều là sinh viên hết hả? Dạ đúng rồi. Nói chung là cái công việc này á rất phù hợp cho các bạn sinh viên. Dạ. Thứ nhất á là các bạn sinh viên là còn trẻ nè, là có đầu óc, có tư duy, cho nên là các doanh nghiệp thường rất thích. Với lại anh thấy trong hồ sơ này nè là các bạn cũng có kinh nghiệm đi làm nè, cho nên là anh thấy rất là ok, rất là phù hợp với công việc này. Dạ. Vậy anh ơi, có gì á nhờ anh sắp xếp cho tụi em làm cái siêu thị nào gần nhà cho tiện đi lại nha anh. Dạ. Thì để anh coi coi. Cái địa chỉ này của tụi em á, thì gần đây là có một cái siêu thị rất là lớn, để anh sắp xếp cho tụi em làm gần đây ha. Cách nhà khoảng 1 km à, được không? Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Rồi, thì bây giờ anh cũng nói luôn ha. Thì bây giờ là cho bên tụi anh á, là xin cái chi phí á, là mỗi bạn là 100.000, với lại thêm 350.000 tiền làm cái thẻ gắn chip của bên siêu thị á. Ủa, là tụi em phải đóng phí trước nữa hả anh? Thì để anh giải thích cho tụi em hiểu ha. Dạ. Thì 100.000 này á là chi phí làm hồ sơ của bên tụi anh. Thì đúng ý ra là mỗi bạn sẽ là 500.000, nhưng mà công ty tụi anh á là ưu tiên cho các bạn sinh viên, nên là thu mỗi bạn 100.000 thôi. Còn 350.000 này á là phí thu của bên siêu thị. Tại vì tụi em làm nhân viên bán hàng á, thường xuyên ra vô cái kho sản phẩm á, cho nên là làm cái thẻ mà gắn chip á, thì nói chung là siêu thị quản lý tụi em xíu thôi. Cái công việc này á nghe qua thì là thấy tốt rồi đó, nhưng mà chưa đi làm ngày nào, chưa nhận được đồng lương nào hết, tự nhiên cái kêu phải đóng tiền. Lúc đó tôi thấy cũng kỳ kỳ. Nhưng mà cái cách anh đó lý giải các khoản chi phí á, nghĩ lại á, thì thấy cũng hợp lý. Nên thôi tôi cũng ráng mà đóng. Tại vì đâu phải dễ mà tìm được công việc tốt, chỗ làm lại ở gần phòng trọ nữa. Cho nên là tôi chỉ biết nghe theo chứ cũng không dám hỏi gì nhiều. Dạ rồi, em hiểu rồi. Mà anh ơi, vậy là bây giờ tổng cộng là hai đứa tụi em là mỗi đứa là phải đóng cho anh 450. Đúng rồi, mỗi bạn là 450. Dạ. Dạ, em đóng luôn. Dạ, em dạ. Gửi. Rồi. Đây, của em. Rồi, của em ha. Đợi xíu nha. Rồi, anh nhận mỗi bạn 450 nha. Bạn chút xíu. Sau khi mà tụi tôi đóng tiền xong thì cái anh đó còn ghi biên lai hẳn hoi luôn. Trên tờ biên lai đó cũng ghi rõ là trung tâm tuyển dụng việc làm, có cả địa chỉ, số điện thoại rất là chi tiết đầy đủ. Cho nên là lúc đó tôi cũng yên tâm phần nào. Đây là anh gửi em biên lai thu phí của bên anh ha. Dạ. Thì 3 ngày sau thì tụi em cứ tới cái địa chỉ mà anh đã ghi trong đó thì gặp nhân sự của bên siêu thị. Đó, nhớ là ngày hôm đó tới thì mình ăn mặc lịch sự nhất, tốt nhất là nên mặc quần áo sơ mi. Rồi lên đó mình sẽ nhận công việc luôn ha. Dạ,
Rồi. Dạ, tụi em cảm ơn anh, tụi em đi về. Dạ. Rồi. Chào anh em về. Rồi, chào tụi em nha. Dạ, cảm ơn anh. Thấy mọi chuyện suôn sẻ, tôi cứ đinh ninh là mình đã tìm được công việc làm tốt. Thì theo như ảnh hẹn, 3 ngày sau thì tôi với nhỏ bạn mới tới cái địa chỉ văn phòng nhân sự của bên siêu thị. Lạ ở chỗ là văn phòng nhân sự của siêu thị nhưng mà lại không nằm trong siêu thị mà lại nằm riêng ở bên ngoài. Dạ, em chào chị. Em chào chị. À, chào hai em. Hai đứa tới nhận việc hả? Dạ. Dạ. Đọc tên chị rà trong danh sách nha. Dạ, em là Nguyễn Thiên Kim. Còn có em là Nguyễn Quỳnh Ngọc Hằng. À, tên hai đứa có trong danh sách rồi nè. Dạ. Đưa biên lai cho chị. Biên lai trung tâm giới việc làm rồi. Dạ có, dạ có. Biên lai. Dạ, đây nè chị, biên lai của em. Dạ, của em. Rồi. Thay em coi hồ sơ nha. Có sai gì không? Dạ không. Dạ. Rồi, vậy là bây giờ khoảng thứ hai tuần sau á, hai đứa tới siêu thị trên đường số 6 nha. Rồi nhận việc, vô đó chỉ đọc tên ra thôi. Sẽ có người á, là họ phát thẻ nhân viên nè, phát đồng phục cho mình. Nhớ ngày đầu tiên đi á, không được đi trễ nghe chưa? 6 giờ có mặt được rồi. Tại vì ở đó nhân viên họ làm việc sớm lắm, siêu thị mở cửa sớm nữa. Mấy ngày đầu tiên tụi em làm việc sẽ có người hướng dẫn công việc cho. Dạ, dạ mà chị ơi, là tụi em đã được nhận vào làm hả chị? Tụi em kiểm tra đi rồi tụi em ký tên vô. Dạ. Dạ, chị cho em mượn cái viết cho chị. Dạ. Dạ, em gửi. Rồi. Dạ, đây, em gửi. Không thắc mắc gì hết ha. Dạ. Rồi, hai cái hợp đồng này xong rồi, hợp đồng thứ việc xong rồi. Bây giờ á, tới cái khoản này. Là bên siêu thị sẽ trả lương vào ngày 5 tây hàng tháng. À, cho nên tụi em á, phải làm thẻ ATM và đồng phục nữa. Bây giờ mỗi đứa đóng cho chị là 150 ngàn tiền làm thẻ và 200 ngàn tiền đồng phục nha. Ủa, chị, là bây giờ là phát sinh thêm phí nữa hả chị? Ừ. Đâu có phát sinh gì đâu em. Cái này là phí quy định bình thường mà. Tại vì á, tụi em phải đóng tiền thẻ, rồi đóng tiền đồng phục nữa, thì mỗi đứa đóng 350 là đủ rồi. Ờ, nhưng mà chị ơi, tụi em có thẻ ngân hàng rồi, bây giờ mình trừ cái phí đó ra được không chị? Đưa thẻ chị coi. Dạ, đây nè chị, thẻ của em nè. Dạ, của em. Hai đứa ơi, thẻ của tụi em á không cùng ngân hàng bên siêu thị rồi. Mà siêu thị là muốn trả lương độc nhất luôn. Chứ không thể nào mà trả cho người này cái ngân hàng này và người kia nhân ngân hàng khác được. Vậy là bây giờ tụi em phải đóng tổng cộng thêm là 350 nữa. Ừ. Để làm thẻ với lại nhận đồng phục. Đúng rồi. Có 350 có việc làm mà. Cứ tưởng đâu vậy là xong xuôi thủ tục được nhận vào làm việc tại siêu thị rồi. Ai có ngờ đâu tới phút chót lại còn bị tốn thêm tiền nữa. Mà bây giờ xong xuôi hết hồ sơ thủ tục rồi, nếu như mà không chịu đóng thêm tiền thì chắc chắn là sẽ mất công việc này. Với lại trước đó thì cũng đã đóng 450 ngàn rồi, giờ mà không đóng tiếp thì coi như là vừa mất việc, vừa mất luôn 450 ngàn kia nữa. Nghĩ vậy cho nên là tôi đành bấm bụng đóng thêm tiền cho họ. Đóng mà. Dạ, của em nè chị. Ừ. Hai đứa ký tên nha. Rồi, hai đứa nhớ nha, thứ hai tuần tới nha. Dạ. Đừng có mặc rễ nha hai đứa. Dạ. Ừ. Hai em về đi. Cho em lấy cái thẻ. Ừ. Nhớ cầm hồ sơ về em. Tới ngày đó tới. Nè. Dạ, em tụi em về. Dạ, cảm ơn chị. Đúng một tuần sau thì hai tụi tôi mới tới siêu thị để nhận việc.
Nhưng mà bất ngờ là bên siêu thị họ hoàn toàn không biết cái gì hết về cái chuyện mà tuyển dụng nhân viên bán hàng này hết. Thậm chí họ còn nói là số lượng nhân viên hiện tại bây giờ là đang đủ rồi, cho nên là bên siêu thị chưa có nhu cầu tuyển dụng thêm. Nghe tới đây là tụi tôi thật sự rất bàng hoàng luôn. Mới vội vàng liên hệ lại với bên trung tâm tuyển dụng thì bên họ là họ phủi toàn bộ trách nhiệm luôn. Chỉ nói là họ đã hoàn tất hồ sơ cho tôi rồi, là xong nhiệm vụ rồi. Có thể là tụi tôi không đạt đủ điều kiện nên không được bên siêu thị chọn. Lúc này thì tôi mới nhận ra là mình đã bị lừa rồi. Khi mà tụi tôi quay trở lại cái chỗ văn phòng hôm trước để gặp lại cái người tuyển dụng á, thì họ từ chối không tiếp đón tụi tôi nữa, còn nói là không biết tụi tôi là ai hết. Vậy là đã rõ từ đầu đến cuối đây là một màn kịch lừa đảo bài bản. Các đối tượng đăng tải bài viết tuyển dụng việc làm lên mạng xã hội với tính chất việc nhẹ lương cao, chủ yếu nhắm tới sinh viên. Bởi trên thực tế, sinh viên thường thiếu kinh nghiệm sống và dễ dàng tin người. Và chính vì vậy, khả năng cao sẽ bị dính bẫy lừa. Khi chị Hằng và chị Kim đến xin việc làm, các đối tượng luôn tỏ ra thân thiện, nhiệt tình tiếp đón, rồi nhiều lần đưa ra các khoản chi phí cần phải đóng. Thậm chí chiêu trò của bọn chúng là còn tinh vi đến mức dẫn dắt nạn nhân qua đến hai địa chỉ khác nhau để làm thủ tục xin việc, có vẻ rất chuyên nghiệp. Nhưng mục đích thực sự đằng sau chính là để có cái cớ mà đưa ra thêm các khoản chi phí khác nhau, buộc người xin việc phải đóng tiền. Bởi nếu đề nghị sinh viên đóng tiền đến 800.000 đồng thì chắc hẳn sẽ thấy chi phí cao mà từ bỏ. Vì vậy đối tượng cố tình dàn dựng để chia ra thành hai lần đóng tiền ở hai nơi khác nhau, các khoản chi phí cũng khác nhau để các nạn nhân dễ dàng sập bẫy. Năm nay gần 60, lớn tuổi rồi nên cũng không có mần ăn gì nhiều, mà chủ yếu là ở nhà thôi. Con cháu thì tụi nó đi làm ăn ở thành phố, nói chung ở nhà đi ra đi vô miết nhiều khi cũng buồn, nên tôi cũng muốn kiếm thêm công việc gì đó làm thêm. Mà chưa tìm được công việc nào phù hợp. Tôi còn nhớ bữa đó đang ngồi ở nhà thì nhận được một cuộc gọi từ một cái số điện thoại lạ. Số lạ dữ ta. Alo. À dạ, cho con hỏi về số điện thoại của cô Năm không ạ? À đúng rồi, cậu là ai vậy? À dạ, vậy chắc là cô Năm không có nhớ con rồi. Con tên là Dương. Hồi trước cách đây một năm á, lúc đó con còn làm ở cửa hàng điện máy lớn ở dưới thị xã đó. Lúc đó cô có tới, con tư vấn cho con mua một cái máy lạnh và hai cái tivi đó cô. Con nhớ không? À vậy hả? Mà bữa nay cậu kiếp tôi có chuyện gì không vậy? Dạ, hiện tại thì con không còn làm ở bên công ty điện máy đó nữa. Con làm chỗ khác rồi cô Năm. Dạ. Vừa rồi thì con may mắn công tác tại quỹ phát triển thuộc tập đoàn điện máy liên kết quốc tế cô. Chủ yếu cũng cung cấp các sản phẩm thuộc về điện máy. Nhưng mà sản phẩm bên con là xuất xứ nhập từ nước ngoài về đó cô. À, cậu ơi, nói chung là tôi không có nhu cầu. Với lại đồ đạc nhà tôi cũng đầy đủ lắm rồi. Mấy cái đồ mà tôi mua nó còn xài tốt lắm. Thôi vậy, chừng nào mà nó không có xài được nữa thì tôi liên hệ với cậu, rồi tôi gọi cậu nha. Chứ giờ thì tôi không có cần. Khi nói chuyện với bà Năm, Dương tự giới thiệu trước đây mình từng là nhân viên tư vấn bán hàng cho bà Năm. Khi đó Dương còn làm việc tại cửa hàng điện máy. Mục đích của việc này chủ yếu là mượn sự uy tín của cửa hàng điện máy để khiến cho bà Năm không đặt ra quá nhiều sự nghi vấn về lai lịch của Dương. Và đây cũng chính là bước đầu tiên đối tượng tạo niềm tin với con mồi. À dạ, cô Năm ơi, cô Năm hiểu lầm rồi. Hôm nay con gọi cho cô không phải là để tư vấn bán hàng đâu. Cô á cũng coi như là khách hàng cũ của con. Trước đây á, cái lúc tư vấn cho cô á, thì con biết cô cũng là người có điều kiện kinh tế. Cho nên hiện tại á, tập đoàn bên con đang muốn mời cô Năm làm cộng tác viên cho tập đoàn với công việc đó là liên kết bán hàng. Cậu ơi, cái công chuyện của cậu á, nói á, nghe nó chuyên nghiệp quá à. Tôi thì lớn tuổi rồi, chắc tôi không có làm được đâu. Dạ, cô Năm yên tâm đi. Đâu phải ngẫu nhiên mà con liên hệ cho cô Năm để mời cô Năm làm công việc này đâu. Tại vì con cảm thấy là cô Năm rất là phù hợp với công việc này luôn. Dạ, để con nói cô Năm nghe ha. Tập đoàn bên con á, mặc dù là tập đoàn lớn, sản phẩm toàn là hàng chất lượng, hàng xịn. Và bên con á, phát triển mạnh trong ngành điện máy ở nước ngoài, độ uy tín rất là cao đó cô Năm. Nhưng mà thời gian gần đây thì công ty bên con mới bắt đầu phát triển ở thị trường trong nước. Hiện tại thì bên tập đoàn chưa xây dựng nhiều khu vực kho bãi để trung gian vận chuyển hàng á cô. Mà chủ yếu là mời các cộng tác viên trong nước liên kết để bán hàng. Dạ. Mỗi khu vực nhỏ, mỗi quận huyện đều sẽ có cộng tác viên riêng. Ví dụ như khu vực này thì con liên hệ cho cô để mời cô tham gia cộng tác vậy cô Năm. Vậy thì cái công việc của tôi á là tôi phải làm như thế nào mà làm cái gì vậy cậu? Công việc của cô Năm á thì cũng đơn giản thôi à, không có gì phức tạp hết cô. Dạ.
mỗi tuần thì bên con sẽ có một cái đợt hàng chuyển từ nước ngoài về, bao gồm các sản phẩm điện máy gia dụng, và có người sẽ chuyển hàng trực tiếp đến nhà của cô Năm luôn. Sau đó cô Năm sẽ đóng vai trò như là một trung gian vận chuyển từ nhà cung cấp cho tới phân phối cho tới khách hàng. Đây đều là sản phẩm mà khách hàng họ đặt qua mạng đó cô Năm. Nhưng mà chỉ có một cái là họ chưa thanh toán tiền. Tại vì cô Năm cũng biết đó, cái vấn đề mà thanh toán tiền ra nước ngoài á, nó rất là phức tạp và rắc rối, không phải ai cũng làm được á. Cho nên là khi mà hàng về á, cô Năm vui lòng đứng ra thanh toán cái tiền, cái sản phẩm này giùm con nha. Ủa cậu ơi, bây giờ như vậy khách hàng mua mà sao tôi phải là người trả tiền? Dạ dạ, vậy nè cô Năm cứ bình tĩnh để con nói chưa xong. Sau khi mà cô Năm thanh toán tiền xong á, thì nhiệm vụ của cô đơn giản lắm, chỉ là bảo quản những thùng hàng đó. Bởi vì cô Năm biết rồi đó, những điện máy thì không được tiếp xúc với nước, nếu mà nó tiếp xúc với nước á, là nó hỏng hết. Sau đó khoảng từ 1 đến 2 ngày sẽ có người bên đơn vị vận chuyển ở trong nước, họ tới nhà cô Năm, họ lấy hàng đi. Khi mà họ lấy hàng đi á, họ sẽ mang tiền tới và trả đủ cho cô, y như số tiền trước đó cô Năm đã thanh toán cho bên con. Dạ, 100% luôn, không thiếu một đồng nào luôn. Nghe thì nó đơn giản, là cái nhiệm vụ của tôi á là nhận hàng rồi bảo quản hàng, không có cho nó bị hư hao chày xước gì đó, rồi 1-2 ngày sau á thì có người tới nhận hàng rồi gửi lại cái số tiền đó cho tôi, đúng vậy không cậu? Dạ đúng rồi cô Năm. Mỗi đợt hàng về á, cô Năm sẽ được thưởng hoa hồng là 5% trên tổng giá trị của đợt hàng. Việc mà cô Năm làm cộng tác viên liên kết bán hàng với tập đoàn bên con á, là tụi con có ký hợp đồng đàng hoàng với cô, cho nên cô đừng có lo. À cậu ơi, cho dạ. Tôi hỏi thiệt nè, thí dụ bây giờ bên tôi ứng tiền hết rồi ha, tôi trả xong rồi bên cậu á không có gửi tiền lại cho tôi thì sao? Trời ơi, không có chuyện đó đâu cô Năm ơi. Tụi con là làm ăn kiếm tiền mà, làm ăn lâu dài chứ đâu phải làm ngày một ngày hai đâu, cho nên cô Năm yên tâm. Với lại cô Năm còn giữ hàng của tụi con mà. Dạ cho nên á là tụi con đâu có bỏ hàng được, mà là toàn là hàng điện máy cao cấp không à. Chắc chắn là phải lấy hàng từ chỗ cô Năm rồi, sau đó phải thanh toán tiền hàng lại cho cô Năm. Cô đừng có lo nha. Cậu nói vậy thôi tôi cũng yên tâm. Dạ vậy cô Năm ơi, cho con hỏi là đầu giờ chiều nay nè, cô có ở nhà không để con ghé? Con với cô ký hợp đồng luôn để mình làm ăn cho đảm bảo lâu dài đó cô. Được chiều cậu ghé đi cậu. Dạ vậy con chào cô Năm nha. Hai chào cậu. Dạ. Chiều bữa đó cậu nhân viên đó mới ghé nhà tôi rồi đưa cái hợp đồng cho tôi coi. Làm ăn với nhau mà cứ có hợp đồng đàng hoàng rõ ràng vậy là tôi chịu rồi đó. Sau đó thì hai bên cũng ký tên. Chính từ lúc đó là tôi bắt đầu làm liên kết bán hàng cho họ, mà không có hề hay biết là bản thân đã bị dẫn dắt vào một cái bẫy lừa. Thôi con vô hàng nha cô. Để đây. Dạ. Để con để cho. Đây, đó. Cô ơi nha, cô con còn cái mã số đây nha. Theo đúng như ký kết trên hợp đồng á, thì 2 ngày sau có chuyến hàng đầu tiên giao đến nhà tôi. Họ đi xe ô tô 16 chỗ giao hàng tới, có nhân viên khiêng hàng vô tận nhà cho tôi luôn. Tôi thấy mấy thùng hàng được đóng gói kỹ lưỡng lắm. Sau đó thì tôi mới thanh toán tiền cho cái cậu nhân viên đó. Tôi nhớ đợt hàng đầu tiên là tổng cộng là 20 triệu đồng. Rồi tới hôm sau á, xuất hiện một cái cậu thanh niên khác nữa. Cậu này tự xưng là bên nhân viên giao hàng trong nước, tới nhà tôi lấy số hàng đó đi rồi chuyển khoản trả lại tôi đúng 20 triệu mà tôi đã ứng trước đó. Sau đó thì cái cậu nhân viên bên tập đoàn, chính là cái người ban đầu ký hợp đồng với tôi đó, cậu ta mới chuyển cho tôi 1 triệu đồng tiền hoa hồng của cái đợt hàng đầu tiên này, tức là 5% của 20 triệu là 1 triệu đồng.
Việc bà Năm đồng ý làm cộng tác viên và nhận những thùng hàng như thế này, bản thân bà cũng không biết rõ bên trong thùng là hàng hóa gì, mà chỉ nhìn thấy thông tin sản phẩm qua những tờ giấy dán phía trên thùng. Trên thực tế, điều này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, bởi không loại trừ khả năng bên trong thùng là hàng hóa cấm. Và nếu như vậy, thì bà Năm đã vô tình tiếp tay cho đường dây vận chuyển hàng cấm. Quay trở lại với diễn biến câu chuyện, ở những lần giao dịch đầu tiên, Dương cùng với đồng bọn không vội vàng dở ra chiêu trò mà vẫn để cho mọi chuyện diễn biến theo đúng như những gì đã hứa với bà Năm trước đó. Trong những đợt hàng đầu tiên này, tổng giá trị sản phẩm cũng không quá cao. Mục đích của bọn chúng là để dần dần tạo được niềm tin với con mồi, chờ thời cơ thích hợp sẽ chiếm đoạt số tiền lớn hơn. Bởi trước đó các đối tượng đã nắm bắt được điều kiện kinh tế của bà Năm, biết rõ bà là người có nhiều tài sản. Sau đó tôi vẫn tiếp tục làm cộng tác viên cho bên họ, nhận thêm vài đợt hàng nữa. Mọi thứ diễn ra bình thường. Chỉ có điều tôi thấy là sau mỗi đợt hàng thì số tiền tăng lên. Đợt đầu tiên là 20 triệu, đợt thứ hai là 32 triệu, đợt thứ ba là 56 triệu. Mà thật ra tổng giá trị đợt hàng càng cao thì tiền hoa hồng của tôi nhận được càng nhiều. Tôi nhớ là sau 3 đợt giao hàng, tôi nhận được hoa hồng lên tới 5 triệu đồng luôn. Lúc này tôi như là tin tưởng họ hoàn toàn, không có còn một chút nghi ngờ gì nữa. Tại vì lần nào giao dịch xong đều ổn hết mà, đâu có xảy ra cái chuyện gì đâu. Nhưng mà mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó. Sau khoảng hơn một tháng làm cộng tác viên cho bên họ, thì tới hôm đó cũng là ngày hẹn giao hàng. Mà lần này tôi để ý thấy nha, hàng hóa lần này rất là nhiều, gần như gấp 3 so với bình thường luôn đó. Tổng đơn hàng lần này á là 175 triệu nha cô. Ôi, sao nhiều quá vậy? Mấy đợt trước là chỉ có khoảng 20, 30, cao nhất là 50. Đợt này nhiều như vậy tụi con không báo trước với cô làm sao cô chuẩn bị được? Tại vì bây giờ khách hàng á là nhiều người đặt quá. Với lại cô biết sao không? Là hàng nó tốt nè, với lại con nghe nói là bên tập đoàn á bây giờ đang đẩy marketing trên cả nước luôn. Cho nên là bây giờ là khách hàng đông lắm, mà có nhiều chỗ nha, còn lên tới là 200-300 triệu nữa, chỗ của 100 mấy là ít đó cô. Dạ, tụi con giao á, bữa giờ là từ sáng tới tối mà cũng chết luôn cô. Dạ. Bây giờ con giao cô xong phải không, cô còn đi 3-4 chỗ nữa nè. Bình thường á, bỏ ra vài chục triệu thì cũng được, mà tự nhiên bây giờ lên tới 175 triệu lận, tôi thấy lo lo, nhưng mà giờ biết làm sao nữa, hàng đã tới nơi, người ta khiêng vô nhà hết rồi. Bây giờ mà nói trả hàng không nhận đợt này, thì sợ là sau này bên họ không có làm ăn với tôi nữa thì sao? Trong khi công việc này đang ổn quá chừng, nên đành chịu thôi. Tôi bỏ ra 175 triệu luôn. Giả lại, bỏ ra 175 triệu, tức là tiền hoa hồng tôi được hưởng lên tới hơn 8 triệu đồng lận. Ngon quá đi chứ. Tôi có một cái tài khoản ngân hàng để tiền tiết kiệm, 175 triệu. Nhiều quá, đâu có sẵn. Nên tôi phải lấy cái tài khoản tiết kiệm đó chuyển tiền cho bên họ luôn. À thôi được rồi, để cô chuyển cho con là 175 triệu đúng không? Đúng rồi, 175 triệu cô. Rồi đó, tiền qua đó con. Dạ rồi, tiền qua. Nhưng mà bây giờ nhiều quá rồi, cái này khoảng chừng nào người ta mới tới lấy lần con? Cái này hàng nhiều quá cho nên là 1-2 ngày nữa người ta tới ta lấy liền luôn cô. Bây giờ hàng nhiều quá, Năm có cần tụi con khiêng phụ vô không Năm? Tụi con bưng vô chổng chứ nặng lắm, con mình già cả bưng không có nổi. Phụ cô đi. Sao kỳ vậy ta? Thường thường á, 1-2 ngày là có người gọi rồi, nhận hàng lấy hàng. Sao đợt này quá trời lâu luôn, không ai tới lấy hàng chứ vậy? Để điện thoại cho cậu Dương coi. Sao thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Ủa sao gọi không được đó? Thuê
thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Sao vậy ta? Quý khách vui lòng gọi lại sau. Sau đó tôi đợi thêm một tuần nữa, cũng không thấy ai tới nhận hàng, cũng không có liên lạc được với cậu nhân viên kia. Lúc này tôi mới nghĩ có khả năng là bên họ gặp cái chuyện gì đó, hoặc là họ lừa tôi. Tôi mới mở thùng hàng ra coi, thử coi hàng hóa bên trong coi sao. Lúc mở cái thùng hàng ra tôi bàng hoàng luôn. Hóa ra bên trong không phải là hàng điện máy gì hết, mà toàn là gạch đá không hà. Rồi lúc đó tôi tức điên luôn, không ngờ là từ đầu tới cuối mình đã bị lừa. Sau đó thì tôi trình báo sự việc lên công an. Khi điều tra thì bên công an mới nói với tôi là cái tập đoàn điện máy quốc tế gì đó là có thật, chứ không phải là giả. Nhưng mà không phải bên họ lừa tôi, mà thực tế là những tên lừa đảo đã mượn danh của cái tập đoàn đó để lừa tôi. Từ đầu tới cuối đều là kịch bản do bọn chúng dàn dựng nên. Thiệt sự tôi thấy mình quá dễ tin người, để nhận lại một cái bài học nhớ đời. Sau vài đợt hàng đầu tiên, khi nhận thấy bà Năm đã dần mất đi sự cảnh giác, Dương cùng với đồng bọn bắt đầu dở chiêu trò nâng số tiền giao dịch lên cao để hốt cú chót. Và đây cũng là chiêu thức thường thấy ở những đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp. Đến khi nạn nhân nhận ra bản thân mình bị lừa thì đã quá muộn màng. Tôi còn nhớ hôm đó là cha tôi chở tôi đi công chuyện, rồi sau đó hai cha con mới ghé vô một cái quán nước nghỉ mệt. Lúc đó quán cũng đang có vài người khách. Ghé đây uống nước nghỉ một chút nha con. Dạ. Thôi mình vô đây mình uống nước mình nghỉ mệt đi. Cho chú nước nhỏ ơi. Trần ơi, làm gì vậy? Cướp! Ê, chết rồi! Cướp! Bà ơi! Bà ơi! Nó có vào đó mà! Cướp! Anh cướp! Anh cướp! Tới khi mà chủ quán trích xuất camera xem lại thì mới thấy thiệt sự là bọn cướp quá manh động luôn. Lúc đó trong quán cũng có vài khách ngồi uống nước, xe máy thì đậu ngay phía trước quán. Cái lúc mà tên trộm bẻ khóa xe của cha tôi là hắn ta đứng trực diện ngay trước mặt một chị khách đang ngồi trong quán luôn. Mà xui cái là chị đó đang ngồi bấm điện thoại nên không có để ý thấy xung quanh. Mà từ chi tiết này có thể thấy là bọn cướp thiệt sự quá manh động, không sợ ai hết. Sau đó thì mới có một anh phát hiện ra sự việc, rồi mấy người khách trong quán mới chạy ra bên ngoài. Mà không ai dám làm gì hết á, tại tụi nó có hung khí mà, chỉ thẳng dao vô. Thiệt sự là phải ở trong cái tình huống đó mình mới thấy sợ tới cỡ nào. Thế mà mình lao tới á, là sợ có cái chuyện gì thiệt á, không biết phải làm sao luôn. Lúc đó là cha tôi tính nhào vô lấy lại xe, nhưng mà tôi cản lại, sợ tụi nó làm liều. Nhìn chiếc xe bị cướp ngay trước mặt mình á, mà thiệt á, là không làm gì được tụi nó hết. Tôi nghĩ là ban đầu tụi nó chỉ định ăn trộm thôi, nhưng mà sau đó bị phát hiện nên là đầu trộm đuôi cướp luôn. Xem kỹ lại tình huống có thể thấy đây chính là một nhóm cướp chuyên nghiệp gồm 3 đối tượng. Một tên có nhiệm vụ phá khóa lấy xe, tên này thì liên tục quan sát tình hình xung quanh trong tư thế sẵn sàng chống trả để hỗ trợ đồng bọn cướp xe. Còn một tên thì luôn ngồi trên xe sẵn sàng chờ đồng bọn tẩu thoát khỏi hiện trường. Có thể thấy rõ sự manh động và liều lĩnh của bọn chúng khi ngang nhiên hành động ngay trước một quán nước có khách ra vào, thậm chí là thực hiện bẻ khóa ngay trước mặt một người dân như thế này. Khi bị phát hiện thì chúng không tẩu thoát mà lại rút hung khí ra, sẵn sàng chống trả bằng mọi giá cướp chiếc xe. Người dân nên chủ động bảo vệ xe máy của mình bằng các hệ thống khóa xe hiện đại hoặc là khóa báo động để gây cản trở với các đối tượng đào chích. Đồng thời phải có ý thức đề cao cảnh giác, luôn để phương tiện xe trong tầm quan sát, có động thái đề phòng khi thấy người lạ tiếp cận phương tiện của mình.
Nếu không may rơi vào tình huống bị trộm xe và gặp phải những đối tượng manh động, liều lĩnh như trong trường hợp vừa rồi, thì chúng ta không nên tiến đến gần, bởi có khả năng bọn chúng sẽ dùng hung khí tấn công, gây ra thương tích rất nguy hiểm. Mà thay vào đó, chúng ta nên tri hô để nhiều người cùng ngăn cản, chặn đường kẻ xấu, đồng thời dùng điện thoại quay hình, ghi nhớ đặc điểm nhận dạng của kẻ cướp cũng như loại xe, biển số xe của bọn chúng, để sau đó có thể trình báo sự việc cụ thể lên cơ quan chức năng.